Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 15 tháng 1, kỳ họp bất thường lần 5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần 5 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng. Trong đó Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua dự án luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp. Về những nội dung quan trọng, theo Chủ tịch Quốc hội, thứ nhất, về dự án luật đất đai sửa đổi, đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng, nhiều bước, đã được thảo luận, cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm, nội dung của nghị quyết số 18 NQ-TVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chất lượng cao nhất và xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Thứ hai, về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng 2 lần tại phiên họp thứ 29 sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 15 chương và 210 điều, tăng 7 điều, chỉnh lý rất nhiều điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định. Dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý, hoàn thiện và xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đảm bảo sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ chuẩn mực quốc tế phổ biến, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét thông qua về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Bạn thấy thông tin trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần 5 gồm 16 chương, 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung tại 250 điều, cả về nội dung và kỹ thuật so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đối với những nội dung lớn xin ý kiến tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 6, trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, rà soát kỹ lưỡng, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung về 1. Về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2.
về không mở rộng phạm vi nhận chuyển nhượng sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, điều 28. 3. Về trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 4. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với tài sản gắn liền với đất, điều 34. 5. Về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, khoảng 7, điều 45. 6. Về nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp, khoảng 9, điều 60. 7. Về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện, điều 65 và điều 66. 8. Về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện, điều 76. 9. Về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, khoảng 27, điều 79. 10. Về phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất, chương 8. 11. Về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 12. Về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. 13. Về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, khoảng 3, điều 138. 14. Về tiền thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, khoảng 3, điều 153. 15. Về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp, điều 158. 16. Về hoạt động lấn biển, điều 190. 17. Về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, khoảng 1, điều 201. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, quân đội, công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, điểm hờ, khoảng 3, điều 201. 18. Về không sửa đổi, bổ sung luật đầu tư công. Bạn thấy các nội dung trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin liên quan đến luật đất đai sửa đổi, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!